Nếu các bạn thường xuyên đau vùng cổ vai gáy thì hãy thực hiện theo clip dưới đây để giảm đau một cách nhanh chóng. Việc đầu tiên các bạn sẽ cần làm đó là dây tại vị trí điểm đau. Các bạn có sử dụng đầu ngón tay của mình xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ 15 cho đến 20 vòng và hiện tại vị trí mình đang dây đó là vùng cầu vai. Các bạn sẽ dây vào vùng cơ tránh những cái vị trí vùng xương và khớp da. Sau khi dây ở vùng cổ vai chúng ta sẽ dây cho vùng cổ. Ở vùng này chúng ta sẽ sử dụng gò lòng bàn tay và cũng sẽ xoay tròn trong khoảng từ 15 cho đến 20 vòng. Và cũng nhớ tránh như cái vùng đốt sống cổ ra. Bước tiếp theo chúng ta dừng dây và tiến hành kéo giãn, đặt tay lên, lên sau đầu, gập cầm, kéo căng đầu và giữ trong khoảng từ 20 đến 30 giây cảm nhận cơ cổ được căng lên. Tiếp tục kéo giãn vùng cổ bằng một động tác khác. Đặt tay tại một vị trí cố định, giữ căng, sau đó dùng tay còn lại kéo căng đầu vào vị trí ngược hướng. Các bạn có thể đặt tay ở vị trí trong lòng chân của mình và kéo căng đầu trong 20 đến 30 giây. Làm tương tự với bên còn lại và cảm nhận cơ cổ của mình đang được kéo giãn ra. Một tip nữa đó là các bạn nên thở ra và thả lọc người để việc kéo giãn này trở nên dễ dàng hơn. Ok, các bạn đã cảm thấy thoải mái chưa? Hy vọng clip này giúp ích được cho bạn. Xin cảm ơn.